Thưa quý vị, năm học 2023-2024 là năm học thứ tư thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, đặt ra những yêu cầu về đảm bảo cơ sở vật chất, trong đó cần thiết nhất là phải có đủ phòng học văn hóa cùng với các phòng bộ môn. Tuy nhiên, tại quận Liên Chiểu, tình trạng thiếu phòng học, thiếu phòng bộ môn vẫn đang diễn ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng dạy và học. Bước sang năm học mới, học sinh khối 3 của trường tiểu học Duy Tân, quận Liên Chiểu vẫn chưa thể học 2 buổi một ngày trong 2 tuần đầu tiên do thiếu phòng học. Nhà trường đã xin Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu cho ngăn sảnh trống tầng 1 tại khu 3 tầng làm thêm 3 phòng học, tận dụng thêm 2 phòng bộ môn tại khu hiệu bộ đã xuống cấp để cải tạo làm phòng học. Năm học này thì cũng như những năm học trước, trường Duy Tân vẫn là một trong những đơn vị về cơ sở vật chất đã gặp rất là nhiều khó khăn, nhất là để đảm bảo học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó khối 1, 2, 3, 4 là các em cần phải được học 2 buổi trên ngày. Tuy nhiên thì phòng ở tại trường tiểu học Duy Tân nó không đủ phòng và có một số phòng học đã xuống cấp quá nặng, thấm dột và các cái điều kiện phục vụ cho các em nó không đảm bảo, hoặc là bàn ghế thì nó cũng không đảm bảo quy chuẩn để cho các em. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh từ khối 1 đến khối 4 được học 2 buổi một ngày. Tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi một ngày ở quận Liên Chiểu chỉ mới đạt 80,7%. Riêng khối lớp 5 quận Liên Chiểu, 100% học sinh học 7 buổi một tuần. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhanh chóng đầu tư xây dựng phòng học mới để đảm bảo 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi một ngày vào năm học sau, khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các khối lớp. Theo cái lộ trình thì ở đây thì nhà trường cũng được Ủy ban dân quận đầu tư sửa chữa và chuẩn bị là nâng cấp cái hạng mục mà cái khối nhà làm việc sẽ tháo dỡ và xây 5 tầng. Và trong cái thực hiện 5 tầng đó thì nhà trường cũng đảm bảo cho cái chương trình để mà dạy học cho cái lớp 5 2 buổi trên ngày. Và nếu như mà năm học 2024-2025 cái lộ trình đến lớp 5 á, mà nó không đảm bảo thì nhà trường cũng tuyển sinh ít lớp lại để cho đảm bảo số học sinh được học 2 buổi trên ngày. Được sự quan tâm của chính quyền các cấp và ngành giáo dục thành phố, những năm qua, nhiều trường học trên địa bàn quận cũng được cải tạo, nâng cấp, xây mới thêm khối phòng học. Việc tận dụng một số phòng học bộ môn để đáp ứng đủ phòng học cho học sinh là giải pháp được nhiều trường học trên địa bàn thành phố nói chung, quận Liên Chiểu nói riêng, thực hiện trong những năm qua. Tuy nhiên, đây chỉ có thể là giải pháp tạm thời vì sẽ có nhiều hạn chế trong công tác dạy và học, nhất là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.